Chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh cái len của máy phóng ảnh Mebota. Len này hãng là Meopta. Đây các bạn nhìn chữ Meopta. Đây là một len của tiệm. Đấy. Meopta Anaret. Thì những cái máy phóng ảnh đen trắng ấy thì họ phải sử dụng cái len này để phóng ảnh ấy. Thực ra để phóng ảnh đen trắng thì sử dụng bất kỳ một cái len của máy ảnh nào, len trung bình máy ảnh nào phóng được hết. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh cái len này. Vì ở trên mạng tôi cũng không tìm được cái sơ đồ mà hướng dẫn tháo cái này ra vệ sinh. Mà những cái ống kính này, nhiều khi chúng ta chỉ tháo một ly quá tay thì nó hỏng, rất là phí, vứt cả ống kính đi rất là tiếc. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tháo cái len này. Cái len này tôi phải tự nghiên cứu cách tháo. Tôi tháo rất nhiều len máy cơ rồi. Nhưng tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong cái điều kiện mà mình không có nhiều đồ, chỉ cần có vài thứ linh tinh. Thì đầu tiên để nó có một cái vòng chặn đây này, đây cái vòng chặn này. Thì tôi đã bảo là lần trước tôi nhặt được một cục cao su này, hai đầu này. Phi của nó là phi 39 và tôi đã mài vát nó đi, dùng máy mài tay tôi mài vát nó đi. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn, đầu tiên ta tháo cái len mặt trước này. Chúng ta áp vào đây. Cái này rất là hay, tôi có hai đầu. Các bạn thể kiếm cái cao su này, ở trong một cái ép này. Đấy. Đây, và tôi đã tháo được cái vành chặn của nó đây. Đây, cái vành chặn của nó. Nên rất nhiều bạn sẽ nghĩ sẽ cho cái cao su cũng đường kính ở trong để tháo cái này ra rất là khó. Mà cái này các bạn phải sử dụng tháo cái vành ngoài của nó. Thế chính vì thế tôi phải mài miếng cao su, tôi ép thật chặt vào đây. Từ bạn này. Đấy. Và ấn thật mạnh rồi vào. Đấy, và cuối cùng chúng ta lôi được ra cái này. Đây. Đấy. Trong đây nó có hai cái chấu tròn này. Các bạn có thể sử dụng nhíp để chọc vào đây, tơ banh để chọc vào em, hoặc là cái comba chữ A, hoặc là những cái mà chuyên mở len nó điều chỉnh được khoảng cách. Nhưng tôi nghĩ không cần, cái này bạn dùng tay bạn được. Đây. Len này nó rất mềm. Các bạn tháo được cái này ra. Đây. Đấy, các bạn tháo được hai phần thấu kính nhé. Ok chưa? Nên được cái phần đuôi của nó đây. Phần đuôi của nó đây. Phần đuôi của nó, nếu mà bạn nào khéo tay ấy, thì có thể sử dụng cái banh nhọn để cho vào hai cái lỗ như tôi dùng cái kìm mở phe. Kìm này ngoài làm cơ khí thì tôi dùng để mở này cũng được đây. Tôi cho vào hai đầu lỗ và tôi xoay ra. Đấy, tôi xoay ra. Các bạn cứ xoay ra nhé. Các bạn xoay ra thôi. Đây. Các bạn xoay ra. Đừng có nhả kìm nữa. Cứ xoay này. Đấy, và cứ gồm nó nhẹ nhàng. Ta thể xoay cho bằng tay đi. Hoặc là chúng ta thể bẻ một cái tăm ra đây. Sau khi nó nhẹ chúng ta thể bỏ bẻ cái tăm. Và dùng cái đầu tăm ta kéo ra. Đấy, các bạn đã tháo được cái len nhỏ ra rồi, ok chưa? Thì các bạn nhìn thấy cấu tạo nó. Đây hệ thống mà mở lá khẩu ấy. Lá khẩu nó đơn giản lắm. Chỉ có 4 cái lá khẩu ấy. Đây. Đây, lá khẩu này cũng hơi bẩn bẩn rồi. Nên ta sử dụng tăm bông ta lau. Đây, có những cái bẩn này chúng ta lau. Còn hôm nào mà rảnh tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo cái lá khẩu ở sau. Nhưng mà hôm nay chúng ta vệ sinh len. Đây, chúng ta tháo ra, chúng ta lau chùi len. Đó, rất là bẩn này, nghe vành này. Cái lá này nó hơi bẩn. Đây nó chỉ ở cái mở ra thôi. Về cái len này chúng ta vệ sinh đơn giản là chúng ta vệ sinh bằng cách này. Các bạn có thể dùng cái len xịt kính ấy. Bán kèm cái kính ấy, bạn xịt vào thôi.
Dịch len xịt kính nhỉ, dùng tăm bông lau. Lau sạch. Lau lên, chúng ta thể soi được lên cái soi lên cái đánh đèn xem mà nó đấy lau rất là sáng này. Thì lau len rất là sáng đây, rất là bẩn này, các nhìn không? Bẩn không? Đấy. Nó lau. Do là cái len này nó là len nhỏ thôi, chúng ta không cần phải lau bằng cái khăn da cừu hay gì đâu. Dùng một tăm bông sạch loại tốt là được. Đấy. Đấy. Hai tay lau xong một cái len này. Đây tôi lại lau cái len này. Mặt trước thì mình lau đỡ bên ngoài đây, mặt trong thì mình cần phải xịt này. Tương tự này. Đấy, lau này. Rất là bẩn đấy. Khi mà tháo ra ta phát hiện là nhiều cái bụi nó bám vào len. Đấy. Lau sạch bóng nó đi. Đấy. Xong mà tôi lau cái gì nữa đây? Tôi lau cái len nhỏ rồi. Đây, cái len nhỏ rồi. Rồi. Tôi cái này tôi sử dụng cái tấm khăn tôi không chuẩn ra, tôi phải lấy cái tấm miếng da cừu của kỳ, nhưng mà cái khăn bông của tôi thấy cũng khá tốt đấy. Mình cho lau khô đi. Đấy, lau xong nhìn qua ánh đèn nó sạch hết những cái mốc. Rồi mốc đơn giản, sạch. Ngày chuẩn nữa các bạn nên có cái bóng xịt này. Còn len này của tôi nó cũng bị mốc từ lâu rồi, lâu chỉ để khắc phục thôi, nhưng mà cái này vẫn phóng ảnh tốt. Đấy. Những cái len cũ bạn đừng nghĩ là nó kém, vẫn có thể sử dụng tốt. Đấy. Là do ra những bức ảnh đẹp. Đấy. Tôi lau xong rồi sạch bóng rồi. Đấy. Đấy, sau khi mà tôi lau xong len thì tôi lại lắp lại thôi. Tôi lắp vào cái đơn giản nhất, tôi lắp lại cái nào. Cái này nhá. Cái này sẽ lắp vào cái này. Sau khi bạn lau sạch kiểu khô mặt len rồi. Các bạn sẽ lắp sạch đây này, để tôi kiểm tra này. Này có cái bụi bông rồi. Đấy, sau khi mà đây này mặt trước mặt sau kiểm tra lại lần nữa. Cái này mà tốt nữa các bạn nên đeo găng tay cao su làm cho nó chuẩn. Đấy, sau khi mà kiểm tra sạch sẽ tôi lắp hai cái len vào nhau. Lắp vào nhau. Len nó rất sáng này. Ngay chẳng vặn mạnh tay được, không cần phải dùng cái ngàm nhọn để hai lỗ đây. Trong những trường hợp khó ấy, thì các bạn làm này cho tôi. Trong trường hợp khó các bạn lấy sợi dây cura của máy khâu ấy. Các bạn tròng này, các bạn vặn để tăng tăng cái trong lực mở lực siết này. Đấy. Sau khi mà ấy, chúng ta lắp cái này vào vào ống kính thôi.
Bây giờ ta giữ chặt cái này và chúng ta sử dụng cái miếng cao su này để ta vặn nó vào. Đấy, ta vặn này rất là chặt này. Đấy. Rồi. Đấy, cuối cùng mà ta lắp cái cuối này. Cái cuối này các bạn đặt nó vào đây. Đấy. Đấy. Lấy một cái nửa cái tam gậy các bạn xoáy nhẹ vào. Đấy các bạn, cho các bạn dùng cái tăm vắt nhọn nhé. Các bạn làm này nó sẽ chui vào cái rãnh của nó. Sau khi chui vào rãnh của nó xong, các bạn sử dụng cái kim. Trông cái kim của tôi không hoàn toàn không hề chạm vào thấu kính nhé, nên các bạn không bao giờ sợ nó xước. À, các bạn này, bạn đừng cứ vặn bình thường thôi, trên một mặt phẳng này, đừng có gì phải sợ cả. Đừng kheo tới tay nó giữ kim mình nhận con ra. Nó răng nó cũng sâu đấy. Đây, sau khi mà bạn vặn hết tầm răng á, các bạn giữ nguyên kỳ mà nhấc nó ra. Đấy, giữ nguyên kỳ mà nhấc nó ra. Rồi lau nốt. Đấy. Bây giờ ta kiểm tra này, ta kiểm tra len này. Đấy. Đây, được. Đây cái đèn này. Đấy. Đấy, sau khi mà vệ sinh nhưng các bạn nhìn thấy rất là sáng này. Đấy, các bạn nhìn thấy len rất là sáng này. Hết mốc rồi. Chúc các bạn thành công.